sau đây là một số tính chất cơ bản của độ đo. Giả sử chúng ta có S sigma mu là một không gian, là một cái measure space, thì chúng ta sẽ có những cái tính chất sau. Tính chất thứ nhất là mu của A hợp với cả B thì sẽ bằng mu A cộng với cả mu B trừ mu của A vào với cả B. Cái tính chất này khá là giống với cả một công thức cơ bản ở trong luôn. Xác suất đó là xác suất của A hợp với cả B thì sẽ bằng xác suất của A cộng xác suất của B trừ đi xác suất của A vào B. Và chúng ta cũng có thể nhớ để nhớ công thức này, chúng ta cũng có thể liên tưởng tới cái hình như vậy. Độ đo của tập AB thì mình xem như là diện tích của A hợp với cả B thì nó sẽ bằng độ đo của A là diện tích của A cộng với cả độ đo của B diện tích của B trừ đi cái độ đo của A vào B, tức là cái phần neo này. Tại vì phần giao này là được cộng hai lần khi mà bạn cộng A là diện tích của A và diện tích của B. Chúng ta lặp lại hai lần, cho nên phải trừ đi một lần. Thì từ công thức này thì chúng ta có thể suy ngay ra được công thức phía dưới. Tại vì cái này thì bằng cái này. Trong khi đó thì độ đo luôn là một số không âm. Do đó thì chúng ta có cái bất đẳng thức này. Và bất đẳng thức này thì có thể được mở rộng đối với cả trường hợp chúng ta có nhiều tập hợp hơn, nhiều tập hợp mi thuộc vào trong sigma thì chúng ta cũng có cái bất đẳng thức nó tương tự. Tiếp theo chúng ta có các tính chất về hội tụ đơn điệu của các độ đo. Thì bây giờ giả sử chúng ta có chuỗi các tập hợp Fn thuộc vào sigma thì chúng ta sẽ có tính chất sau, có hai tính chất sau. Nếu mà Fn hội tụ tăng tới S thì độ đo của Fn cũng sẽ hội tụ đến S, đến độ đo của S. Còn nếu mà độ đo của Fn mà hội tụ giảm về S thì và độ đo của S k nhỏ hơn là hữu hạn đối với một cái số k nào đó thì chúng ta sẽ có được là độ đo của Fn nó sẽ hội tụ giảm về, hội tụ đơn điệu giảm về độ đo của S. Chú ý là những cái này rất là giống nhau. Tóm lại là nếu mà tập hợp nó hội tụ tăng thì cái độ đo cũng sẽ hội tụ tăng, còn nếu tập hợp đồ hội tụ giảm thì độ đo cũng hội tụ giảm. Và chú ý là ở đây là giảm đơn điệu và tăng đơn điệu. Để hình dung cái này thì chúng ta cũng có thể liên tưởng lại tới cái diện tích. Giả sử như là mình có một cái đây là nhờ những một cái tập n cộng 1 nào đó, và những cái tập n nó cứ nhỏ dần như vậy cho đến tập F như vậy, thì độ đo của những cái tập Fn này nó sẽ hội tụ về độ đo của tập F này. Đối với trường hợp mà hội tụ tăng thì cũng tương tự. Giả sử như ban đầu chúng ta có một cái hình như vậy, và về sau chúng ta có một cái hình như vậy, và về sau chúng ta có một cái hình như vậy, và như vậy nó cứ nhỏ dần và hội tụ đơn điệu. Thì chúng ta thấy rằng là cái diện tích của những cái này nó cũng sẽ hội tụ về diện tích của cái này, của cái vòng tròn này. Chứng minh của mấy cái này thì ở trong sách có.